Xin thưa thầy giáo vừa rồi có ý kiến gì đấy ạ? Thưa cô là em đang có một chút ý kiến là không phải là vì do cái năng khiếu mà đúng là do vì cái điều kiện cơ sở về vật chất để cho các em nó phát triển được cái môn mỹ thuật này là với ở trên vùng cao là hơi khó so với các em ở vùng thuận lợi thôi. Chứ không không có ý kiến gì, ví dụ như là ở những cái chủ đề 4 đây là vẻ đẹp của khối hộp ấy chẳng hạn, thế nhưng mà vì cái điều kiện để các cái khối hộp mà để cho các em có thể quan sát hoặc là này này khác thì các em không có điều kiện để mà quan sát. Vâng, cảm ơn thầy giáo, tôi đã hiểu rõ thêm ý của thầy giáo rồi ạ. Tức là chúng ta sẽ nói rằng là tôi hiểu này có đúng không ạ? Đây là mình đang so sánh những cái điều kiện học của các em ở của miền núi là khó khăn đúng không ạ? Và Thì chúng ta đánh giá thế nào với những sản phẩm hoàn thành xuất sắc hoặc không xuất sắc đúng không ạ? đúng rồi. Để nó liên quan đến cái đánh giá cuối năm của các em đúng không ạ? Vâng. Thế thì như tôi đã nói rồi, cái này nó cũng 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 không 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 phải là chưa giải thích đâu ạ. Chúng ta hãy lấy điều kiện thực tế làm cơ sở, nhưng cái sản phẩm này nó phải chứa đựng cái kiến thức của bài học đấy, rõ chưa ạ? Ví dụ nếu nó là hình, là màu, là khối thì nó phải đạt được ý, còn nghèo nàn về khối, nó không được khối đẹp như của những cái vùng có điều kiện, nó không phải là đất nặng nguyệt nà. Thì nó là đất nóng đất sét cũng thành công, nhưng quan trọng là cái sản phẩm nó chứa được cái kiến thức cơ bản, còn nó là hình hài như thế nào, nó là chất liệu gì, nó không được quá đẹp hay là nó không được đạt tiêu chuẩn, thì chúng ta đánh giá trên cái cơ sở thực tại mà chúng ta đang giảng dạy và đánh giá cái cách thức các em tiếp thụ kiến thức thầy cô truyền đạt và nó thể hiện trên sản phẩm, thì đấy là cái mà xuất sắc hay không xuất sắc. Chúng ta đã nói rất nhiều với các em về cái bài này nó phải thế này, nhưng trên sản phẩm nó không thể hiện được thì đấy nó chưa hoàn thành. Nhưng trên sản phẩm với một cái phần học liệu rất nghèo nàn mà nó có dấu hiệu của màu, nó có dấu hiệu của đường nét, nó có dấu hiệu của khối, đấy là nó đã hoàn thành. Còn nó lại cải thiện tiến đẹp hơn, nó biết kết hợp cái nọ cái kia thì đấy lại được hoàn thành xuất sắc trong cái bối cảnh như thế ạ. Thầy hình dung không ạ? Mình dạy trên cái thực tại của mình, chứ mình không thể nói rằng là vì nó không có điều kiện cho nên các em nó chỉ đạt cái này, thế thì đấy là chúng ta lại một sai lầm. Chúng ta lấy điều kiện học tập để chúng ta quyết định cái việc hoàn thành xuất sắc hay không xuất sắc nào, thế thì không nên. Bởi vì xuất sắc hay không xuất sắc là do cái trí tuệ, cái nhận thức của các em nó chuyển tải vào sản phẩm, nó chuyển tải vào sản phẩm, chứ không phải là cái viên đất nặng hay cái tờ giấy màu nó giúp các em làm được gì, mà cái viên đất nặng hay giấy màu nó chỉ là cái cưới cái điều kiện. Thầy hình dung không ạ? Tôi nói ví dụ như này, nặng một cái chân dung, nếu vùng có điều kiện thì các em sẽ nặng nào là mặt có thể là khối đất bằng cái khối đất màu hồng, tóc khối đất màu đen, áo màu xanh, thêm vài bông hoa màu đỏ, nhìn hình hài nó rõ từ màu xương rất sinh động. Thế nhưng cái vùng không có điều kiện thì các em có thể sử dụng một cái gì ạ, một cái viên, một cái nắm đất sét, đất thịt, kem nặng, tóc, mặt, mũi, người đều một màu đất của đất nặng là đất thịt và đất sét đều chấm điểm được, nhưng trên đấy vẫn có thể có cái biểu cảm của gương mặt, có mắt, có mũi, có miệng, có tóc, có một phần chân dung, thì hai cái sản phẩm này đặt cạnh nhau, một cái nó cho người ta ấn tượng về về màu, nhưng cái chung của nó đạt được đều đấy là chân dung. Vậy thì hai cái này phải đánh giá ngang nhau, mình nói luôn là hai cái đánh giá hoàn thành xuất sắc như nhau. Còn cái trường hợp mà các em nặng bằng cái nắm đất sét ý, rất là sinh động, trong khi đó các em nặng bằng những cái đất màu rất là đẹp ý, nhưng thực ra cái chân dung ấy góc độ nào đó nhìn nó không thể bằng cái chân dung của cái đất sét được, thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây chất liệu không có tính quyết định, mà cái sự biểu cảm của các em trên cái sản phẩm nó có tính quyết định hơn. Thì nó rõ không ạ? Trường hợp nữa lại không có cái vùng mà nó có cái đất sét thì các em có thể vẽ một cái chân dung lên sỏi và chúng ta đánh giá cái chân dung trên sỏi đấy, và nếu đẹp, ngộ nghĩnh, đáng yêu vẫn xuất sắc như bình thường. Quan trọng là chúng ta phải biết cách đánh giá gì ạ, đánh giá bằng thực tại của học sinh, nó có yêu thích hay không, trong quá trình học nó có si mê hay không, và
cái sản phẩm của nó có thể hiện đúng cái kiến thức, những cái ý, màu, hình, khối, đường nét, cái chủ đề mà thầy muốn truyền đạt hay không. Còn tất cả những điều kiện khác nó chỉ là cái nền thôi ạ. Nên có thể tôi linh hoạt trong chuyện này để không đánh giá bị quan học sinh. Chúng ta không lấy cái điều kiện học tập để đánh giá học sinh. Sẽ có những trường hợp mà chỉ vì như thế chúng ta làm mất hứng của học sinh thì tôi rất là tiếc ạ. Mong thầy tôi lưu tâm. Cái ý của một thầy cô nói rằng như vậy việc đánh giá sẽ bị khập khiễng và chênh lệch giữa giáo viên và đoàn thanh kiểm tra, cái ý này là lắp vào cái ý nào đấy ạ, để có cái đoạn cuối này đấy ạ, ở trường tiểu học và trung học cơ sở. Cô ơi, cho em hỏi một chút ạ. Vâng ạ. Vâng, thế như ở trên chỗ vùng cao bọn em thì ví dụ như là có một cái cuộc mà thảo luận về mỹ thuật hoặc là một số các cái tổ chức hoạt động về mỹ thuật đấy, thì bây giờ là ví dụ như là tỉnh có thể là đưa ra một số các cái sân chơi về mỹ thuật cho học sinh, thế nhưng mà đúng là cái cách đánh giá cho một cái tác phẩm của hay là một cái sản phẩm của học sinh để là nó đạt thì dựa vào các yếu tố nào, ví dụ như là thì bây giờ học sinh ở như ngoài thành phố thì có thể là hoặc là ở cái vùng thuận lợi thì nó sẽ cái sản phẩm của học sinh nhìn nó sẽ bắt mắt hơn là so với học sinh ở trên vùng cao thiếu thốn về các cái học liệu và của bộ môn không thể làm được như các bạn ngoài kia, thì bây giờ cái hình thức đánh giá nó như nào ạ? Vâng, cái ý ý ý của thầy này thì tôi có thể trao đổi như sau: cách đánh giá sản phẩm của học sinh để đạt được những cái yêu cầu, đúng không ạ, ở Đúng vậy. trong cái hội thảo mà các thầy cô đưa ra, đúng không ạ, trong cái bối cảnh là cái điều kiện học liệu rất khó khăn, đúng không ạ. Thế thì chúng ta có thể, thầy đang nói ở đây là những hội thảo hoặc là những sân chơi này là ít nhất là của cấp quận, đúng không, hay cấp cụm trường hoặc cấp tỉnh, đúng không ạ, đúng không ạ. Thưa cô ơi, ví dụ như là nó của cấp tỉnh hoặc là cấp huyện chẳng hạn. Vâng, thế thì để cho họ đạt được những cái ý mà đánh giá theo đúng thông tư, theo đúng tinh thần là động viên khích lệ là chính, thì phải có một cái chung. Ai là người sẽ đưa ra cái chung này? Chính các thầy cô phải là người trực tiếp tư vấn với cái hội đồng đó để nói rằng trong cái bối cảnh khó khăn này, trong cái bối cảnh khó khăn này của chúng tôi thì chỉ đánh giá như này, và chúng ta phải thống nhất cái định mức. Tôi nói cái từ định mức ở trong bảng kép, thống nhất cái định mức để hoàn thành và không hoàn thành ấy, trong cái điều kiện của tỉnh mình, huyện mình, xã mình mà hết sức khó khăn, thì chúng ta phải định mức được điều này. Nếu chúng ta không định mức được thì chúng ta để trên nhìn vào thì trên sẽ nhìn chỉ có văn bản thôi mà sẽ không, sẽ theo không, không theo cái thực tế, thì các thầy cô lại là người thiệt thòi. Thì phản ánh cái việc này phải là thầy cô, chắc chắn phải là thầy cô bảo bây giờ trong cái chủ đề này, trong cái bối cảnh này, ví dụ chủ đề 10 này hay là chủ đề 7 này hay chủ đề 5 này, thì bối cảnh ở huyện tôi như này, bối cảnh ở huyện bạn như thế này, chúng ta lấy ra một cái chung như này, và thầy cô sẽ là ban tư vấn để đưa ra cái đánh giá chung nhất cho sản phẩm của học sinh ở vùng miền mình, ở trong cái vùng hẹp của mình. Chứ còn về mặt văn bản chỉ đạo thì thưa quý thầy cô là cũng như thế thôi ạ. Bộ đã chỉ đạo là văn bản giống hệt nhau, đã văn bản chỉ đạo là xuống tất cả các vùng miền giống nhau, nhưng cái việc vận dụng văn bản đó như thế nào thì là ở cấp dưới đảm bảo đúng tinh thần của văn bản và phù hợp với tinh thần chung, với điều kiện thực tế chung của các thầy cô. Cho nên các thầy cô phải tư vấn cái việc này để hội đồng của quý thầy cô có được cách đánh giá chung nhất. Tôi thấy đây là một cái rất hay. Ý của thầy nói tôi thấy rất là quý, mà các tỉnh khác, xin lỗi thầy, thầy ở tỉnh nào đấy ạ? Thưa cô, em ở tỉnh Lai Châu ạ. Lai Em Châu đã được tiếp ạ. xúc trực tiếp với cô ở như một cái đợt giới thiệu sách giáo khoa một lần rồi. Vâng, thầy ạ, tôi nghĩ đúng là
là các thầy cô giáo có cái cách thức làm việc rất hay để nó phù hợp với điều kiện vùng miền của mình. Thế thì tôi nghĩ các cái tỉnh khác trong cái vùng điều kiện khó khăn hoặc là vùng không khó khăn cũng phải học tập cái ý tưởng vừa rồi, tức là trên một cái nền thực tế các thầy cô có thể ngồi chia sẻ từng chủ đề một nếu cảm thấy mình cần thiết phải làm như thế. Và với cái chủ đề này thì tiêu chí đánh giá hoàn thành chưa hoàn thành như thế nào thì chúng ta ghi ra, bởi vì chúng ta cùng trên một cái mặt nền của điều kiện cơ sở vật chất giống nhau. Tôi đang nói là ở một số cái địa phương vị trí địa lý nhất định, cái khoảng rộng nhất định thì chúng ta sẽ có một mặt bằng nền chung. Thì cũng như vậy ở Cao Bằng cũng có thể học của thầy cô, Yên Bái cũng có thể học với ý tưởng này của thầy cô, Điện Biên cũng vậy, để chúng ta sẽ đưa ra một cái thống nhất, một cái cách thức đánh giá từng chủ đề trong cái bối cảnh ví dụ là cái bài này bài khối này nó đòi hỏi phải như thế này, nhưng trong cái điều kiện của chúng ta không có khối, không có cái điều kiện được như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện bằng những cái vật liệu này và đạt được như thế này là đã thành công. Tôi nghĩ cái đấy hết sức quan trọng. Cái đấy thì mới chính là cái việc đưa văn bản vào triển khai được phù hợp với thực tiễn đấy. Cũng rất hoan nghênh ý kiến của đoàn Lai Châu và cũng mong là 6 tỉnh còn lại nếu thực sự có khó khăn thì chúng ta sẽ có thể tham khảo có cách thức giải quyết về vấn đề đánh giá nhìn nhận sản phẩm của học sinh để chúng ta đánh giá cho phù hợp với thực tế, để tránh làm sao vì cái điều kiện khó khăn như thế chúng ta lại đánh giá làm cho bị mất hứng của học sinh. Chúng ta đánh giá mất hứng của học sinh, bên cạnh đấy chúng ta lại còn có lỗi với học sinh vì chúng ta không nhìn nhận thực tế rằng vậy, đúng không ạ? Mà chúng ta lại nên đánh giá bằng đưa một cái điều kiện vùng khó khăn là không được. Chúng ta được như thế là chúng ta có lỗi với các em. Thưa quý thầy cô, còn rất nhiều các cái ý kiến khác nhau để có thể trao đổi, để khi giờ cũng nói thì mình cũng được. Thì các thầy cô có thể để ý kiến đến chiều chúng ta trao đổi tiếp được không ạ? Chiều nay là 1:30 mời quý thầy cô trở lại từ truyền hình của chúng ta trao đổi tiếp. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, kính chào quý thầy cô. Vâng, em chào cô ạ. Hãy subscribe.